Trong khi đó, liên quan đến công tác chuẩn bị lực lượng cho V-League 2020 của câu lạc bộ Viettel, huấn luyện viên trưởng Trương Việt Hoàng mới đây đã chia sẻ với giới truyền thông cho hay ông sẽ ưu tiên sử dụng cả 3 suất ngoại binh vị trí tiền đạo cho đội bóng của mình ở mùa giải tới. Tuy nhiên, điều này còn phụ thuộc khá nhiều vào chất lượng của các tiền đạo ngoại đến từ việc tại Viettel trong thời gian tới. Còn ở hàng thủ của đội bóng quân đội, hiện có thể yên tâm với một loạt trụ cột của đội tuyển quốc gia như Trọng Hoàng, Nguyên Mạnh, Quế Ngọc Hải và Bùi Tiến Dũng. Ở hàng tiền vệ, Viettel cũng đang sở hữu một loạt cái tên chất lượng như Vũ Minh Tuấn, Nguyễn Hoàng Đức, Đức Chiến, Trọng Đại và Việt Phong.